Thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm bão Sao La ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 121,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167-183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cùng với hoạt động của bão Sao La, thì lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại một cơn bão mạnh khác có tên quốc tế là Hai Cui. Bão Hai Cui mới hình thành, cường độ mạnh cấp 8. Cơn bão này tạo ra hiệu ứng bão đôi trên Tây Bắc Thái Bình Dương, khiến cho đường đi của bão Sao La sẽ có những diễn biến phức tạp. Cách bão Sao La khoảng 1.400 km về phía đông, hình thành một cơn bão khác là bão Hai Cui. Cơn bão này thì cũng đang có xu hướng dịch chuyển về phía Trung Quốc. Thì khi mà bão Sao La và Biển Đông có khả năng là tương tác với cả bão Hai Cui, làm cho cái đường đi của cơn bão sẽ thay đổi rất nhiều. Cơ quan khí tượng cũng cho biết, tối và đêm nay ngày 30 tháng 8, bão Sao La có khả năng di chuyển vào vùng biển phía đông bắc của Biển Đông và trở thành cơn bão số 3, sau đó suy yếu dần khi đi vào vùng ven biển. Là trong thời dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, thì sẽ có nhiều khả năng đấy là khả năng cao là có hoạt động của bão trên Biển Đông. Thế còn cái hướng dự kiến của chúng tôi mà khi bão về Biển Đông ấy, đến kịch bản như hiện tại cập nhật được, thì bão có khả năng đi vào vùng ven biển Quảng Đông Trung Quốc, sau đó đổi hướng dịch chuyển dọc theo cái ven biển đi qua khu vực Hồng Kông và Macau của Trung Quốc. Với cường độ khi mà bão về Biển Đông thì khả năng là suy yếu dần khi đi vào vùng ven biển. Dự báo xa hơn thì còn rất khó nói, vì hiện tại là cơn bão Hai Cui nó cũng đang đi vào trong này, và khả năng tương tác bão Hai Cui làm cho cái bão Sao La có khả năng là ảnh hưởng kể cả đường đi lẫn hướng di chuyển. Cái này cần cập nhật thêm cái thông tin tiếp theo về cái bão Sao La trong những bản tin tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão Sao La, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm ngày 30 tháng 8 mạnh lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến 12, sau tăng lên cấp 13 đến 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội.